Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa. Rải đinh trên đường có thể bị phạt hơn 50 triệu đồng. Tuổi trung niên và câu chuyện học bằng lái. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, đoàn liên ngành của tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai đợt 2 của kế hoạch. Đáng chú ý trong đợt này, ngành chức năng sẽ tập trung kiểm tra vị trí neo đậu của phương tiện, khu vực lên xuống hàng hóa trên sông Tiền và các tuyến đường thủy vùng đầu nguồn, ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Sông Tiền, thủy phận xã Thường Phước Một, huyện Hồng Ngự. Kiểm tra hoạt động một điểm lên xuống hàng hóa tại khu vực này, đoàn liên ngành ghi nhận có 14 phương tiện đang sang mạng vật liệu xây dựng. Qua làm việc với ngành chức năng, đại diện doanh nghiệp cho biết do mới về đây đầu tư bến, nhà gặp một số khó khăn về thủ tục theo quy định, nên đến nay vị trí neo đậu và lên xuống hàng hóa này chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là bến thủy nội địa. Vị trí neo đậu thì cũng đang xin sau này xin cái chủ trương để cho cái bến neo đậu để cho nó an toàn giao thông chút. Trước mắt thì để có nhờ mấy anh chỉ dẫn luồng cho mình neo đậu cho nó thoáng đây, cho thoáng cho được cái luồng cho giao thông ra thuận tiện đi. Đoàn liên ngành đã lập biên bản làm việc yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tiếp nhận phương tiện lên xuống hàng hóa tại vị trí và khu neo đậu chưa được công bố. Đồng thời đề nghị phía công ty xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan để được cấp phép công bố bến thủy theo quy định. Không ít bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chưa được công bố hoặc giấy phép đã hết hạn, được ngành chức năng ghi nhận qua hai đợt kiểm tra. Trong đó, một số trường hợp bị vướng về thủ tục do đất đang sử dụng làm bến thủy trước đây không mang mục đích kinh doanh. Vì thế, đoàn liên ngành cũng đã đề nghị các địa phương xin chủ trương để xem xét cho các bến này được gia hạn trong thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời, hướng dẫn cho các chủ bến nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để được công bố hoạt động theo quy định. Thời gian sắp tới thì đoàn cũng bám vào cái nội dung kiểm tra mà cái kế hoạch liên ngành đợt 2 đã đưa ra, thì tập trung kiểm tra cũng vào các cái bến khách ngang sông, rồi các cái phương tiện neo đậu mà chiếm luồng, rồi các cái công trình thi công mà trên tuyến cũng neo đậu phương tiện chiếm luồng, thì cái này đoàn sẽ tập trung kiểm tra và lập biên bản làm việc đối với các cái trường hợp này, và nếu phát hiện vi phạm thì đoàn cũng sẽ cương quyết là lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối với trường hợp này. Đồng Tháp có trên 200 tuyến đường thủy, cùng với đó là khoảng 700 bến thủy nội địa, gồm có phép, hết hạn và không phép. Vì thế, để đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, các bến thủy khi hoạt động cần phải có đủ các điều kiện theo quy định. Trước tình trạng nhiều chuyến tàu du lịch biển quốc tế phải hủy chuyến do cảng Nha Trang đang sửa chữa, mới đây, Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa thiết lập ngay một khu neo đậu tạm thời ở khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Theo Cục Hàng hải, việc các hãng tàu du lịch biển quốc tế hủy nhiều chuyến đến Nha Trang là một thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế du lịch cho địa phương. Do đó, tỉnh Khánh Hòa sớm lập một khu neo đậu tạm thời, đồng thời đề nghị cảng quốc tế Cam Ranh tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế đến Nha Trang. Các hãng tàu cũng có thêm sự lựa chọn. Bên cạnh đó, phía công ty bến du thuyền quốc tế Anna Marina, đơn vị đạt tiêu chuẩn phục vụ hành khách du thuyền và tàu biển quốc tế, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí khu vực làm việc dành cho các cơ quan chức năng khi đón khách từ tàu du lịch biển quốc tế vào đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm học mới đến nay, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Vì thế, để ngăn ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này, ngoài kiểm soát, xử lý vi phạm, thì ngành chức năng thành phố còn kêu gọi sự chung tay của gia đình và nhà trường. Một buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông tại trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, quận Phú Nhuận. Với những tình huống giả định, các em học sinh đã được hướng dẫn, trải nghiệm các phương án xử lý khi gặp tình huống giao thông nguy hiểm, qua đó nắm vững hơn một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Theo em là rất là bổ ích, tại vì tụi em chưa có cơ hội nào để có thể gọi là tiếp xúc nhiều với luật an toàn giao thông, thì qua những cái buổi phỏng vấn cũng như tuyên truyền như thế này thì các chú công an đã giúp chúng em hiểu rõ hơn là đi như thế nào là đúng trên đường và có thể ứng xử tốt nhất khi gặp những cái tình huống xấu. Nguyên nhân của tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông phần lớn đến từ cách quản lý của phụ huynh. Phổ biến nhất là cho phép con em mình điều khiển phương tiện mà chưa đủ điều kiện. Do đó, việc ký cam kết không giao xe khi các em chưa đủ tuổi, không giữ xe phân khối lớn là động thái kiên quyết của nhà trường. Thông qua cái buổi họp phụ huynh đầu năm là nhà trường là ký cam kết cho phụ huynh, cũng nói rõ ý nghĩa trong cái cam kết là không giao xe khi chưa đủ tuổi. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Bên cạnh biện pháp cứng là xử lý thì cần hơn những giải pháp mềm, từ sự khuyên răn uốn nắn từ gia đình để giúp các em có thêm nhận thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, rải đinh trên đường để trục lợi từ việc phương tiện giao thông bị hư hại luôn là câu chuyện khiến dư luận bức xúc. Do đó, trong dự thảo sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã đề xuất tăng mức phạt lên tới 12 lần so với mức hiện hành đối với hành vi rải đinh, giật sắt nhọn trên đường. Cụ thể, mức phạt được đề xuất từ 48 triệu đồng đến 52 triệu đồng, trong khi đó, mức phạt hiện nay chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hành vi này vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông, có thể gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nên cần tăng mức xử phạt để răn đe, ngăn chặn. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng. Một số nhóm hành vi không chấp hành các quy định về sở hữu phương tiện, gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, che biển số. Điều kiện bắt buộc để điều khiển xe mô tô, ô tô là phải có giấy phép lái xe. Thế nhưng không ít người cầm tay lái lại không đảm bảo yêu cầu cần phải có này. Mới đây trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 30, đoạn qua địa bàn huyện Cao Lãnh, đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện một trường hợp lái xe ô tô tải nhưng người điều khiển lại không có giấy phép lái xe. Người lái ô tô tải cho biết do hàng phải giao gấp, trong khi tài xế vận chuyển cho dựa thì đang có những chuyến hàng khác, nên ông đành điều khiển phương tiện lưu thông từ thành phố Cao Lãnh đến chợ đầu mối Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Làm việc tại trụ sở cơ quan, đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản đối với hành vi điều khiển ô tô nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện. Theo Nghị định 100 năm 2019, vừa được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123 năm 2021, thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Trước nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như kết nối xã hội, ngày càng có nhiều người trung niên và người cao tuổi phải thường xuyên tham gia giao thông bằng xe mô tô cho đến ô tô. Do đó, để đảm bảo theo quy định của pháp luật cũng như là bảo vệ sự an toàn của mình và những người xung quanh, những người ở độ tuổi này đã quyết định đi học lái xe. Câu chuyện đi học và thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 của người đàn ông 60 tuổi trong phóng sự sau đây là một điển hình cho tinh thần tham gia giao thông an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong hàng chục người chờ thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 hôm nay, thì chú Nguyễn Văn Cường là một thí sinh đặc biệt. Năm nay đã 60 tuổi, nhưng chú vẫn mạnh dạn đăng ký học lái xe để có thể thuận tiện trong đi lại sau này và đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh. Lúc trước là chạy xe 50 thì nó cũng đúng theo cái luật vậy. Bây giờ đổi xe thì mình phải có đầy đủ giấy tờ. Chờ đợi xen lẫn sự hồi hộp. Mời thí sinh số báo danh 37 Nguyễn Văn Cường. Thế nhưng bằng sự nghiêm túc cùng với sự tự tin, thí sinh U60 cũng vượt qua những thử thách yêu cầu của bài thi sa hình. Xe số 1 thi đạt. Tự tin cái sự nhiệt quyết, cái khả năng của mình. Mình làm hết cái khả năng của mình chắc có thể là được. Chứ mình cũng không có cái dòng lớp học không rồi, mình cũng không có bê tha. Mình cố gắng rồi trao dồi cho nó đạt được. Niềm vui thi đậu không chỉ vì từ nay sẽ có giấy phép lái xe để điều khiển phương tiện đúng luật, mà chú Cường còn vượt qua nỗi sợ của chính mình, vốn là nỗi sợ chung của không ít người đang ở cái tuổi như chú. Cái sức khỏe, thứ hai là cái vụ như là trình độ văn hóa, người ta chưa có am hiểu về những cái lực cho nên người ta không dám. Với chú thì chú tự tin vào cái bản thân và cái nghị lực của mình, đã học hiểu được cái luật giao thông và cái tham gia giao thông như thế nào là người dân phải chấp hành cho nó đúng theo cái luật pháp của giao thông này. Cái cô chú lớn tuổi đi học như vậy là giúp cho bản thân cô chú chạy xe ngoài đường được an toàn hơn. Không riêng gì chú Cường, buổi sát hạch còn có những thí sinh tóc đã điểm sương như chú dự thi. Mỗi người học và thi giấy phép lái xe với những mục đích riêng, thế nhưng điểm chung là tinh thần chấp hành pháp luật và có thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia giao thông an toàn. Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.